Hi guys, welcome back to my channel. Chào mừng ba mẹ và các bạn đã quay trở lại với chuỗi video hướng dẫn bài tập về nhà của My Mẹ English. Hôm nay chúng ta sẽ học sang sách Discovery 2, Unit 2, My Family. Trong chủ đề về gia đình hôm nay, chúng ta sẽ được học các từ vựng và cấu trúc câu liên quan. Okay, let's get started. Good. Mình sẽ có 8 từ mới ở đây. Các bạn chú ý trước tiên vào từ mới giúp cho cô nhé. First one, Granny, Granddad, Sister, Brother, uncle, aunt, cousin, friend. Mình sẽ vào chi tiết học từng từ một nhé. Granny. Ở đây có âm g, r. Chúng mình chung môi lên và đọc nhanh giúp cô nào. R, r. Granny. R, r. Granny. Very good. Granddad. Tương ứng như vậy. Có âm g, r. Chúng mình cần đọc nhanh. R, r. Granddad. R, r. Granddad. Very good. Next, sister. Tách ra cho cô thành hai âm tiết nhé. Sister, sister. Có chữ R ở cuối cho nên chúng mình sẽ uốn lưỡi nhẹ nào. Sister, sister. Good. Next, brother, brother. Âm này cũng có hai âm tiết. Rồi, mình thấy có âm R, chung môi lên nào. B, R, ghép liền nhau hơn nhé. Br, br, bra. The. Âm TH mình đưa lưỡi ra bên ngoài nhé. The. The. Brother. Brother. Rồi bây giờ mình cùng ôn tập lại nào. Granny. Granny. Granddad. Granddad. Sister. Sister. Brother. Brother. Very good. Mình ghi xuống dưới nào. Chú hoặc là bác mình có từ uncle. Uncle. Từ này hai âm tiết uncle và nó kết thúc bằng letter L cho nên lưỡi của mình đưa lên chân răng trên giúp cô nhé. Uncle, uncle, uncle. Very good. Next, mợ, thím, cô, bác gái thì chúng mình sẽ gọi là aunt. Aunt, nhớ bật âm cuối cho cô nhé. Aunt, aunt. Very good. What's next? Anh em họ, anh chị em họ, mình có từ cousin. Rồi, từ này có hai âm tiết nhé. Cousin, 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 cousin. Very good. And the last one, friend, bạn bè đúng không nào? Ở đây có âm r, mình chu môi lên và ghép thật nhanh. R, r, fr, fr, friend, fr, fr, friend. Âm cuối nữa nhé, chú ý nào, friend. Ok, ôn tập lại nào. Uncle, uncle, aunt, aunt, cousin, cousin, friend, friend. All right. Đọc lại một lần nữa nào. Granny, granddad, sister, brother, uncle, aunt, cousin, friend. Good work. Các bạn đang làm rất là tốt. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn cấu trúc câu cho các bạn nhé. Who, W-H-O. Who là câu hỏi ai. Who is he? Anh ấy là ai? Ở đây thì các bạn chú ý cho cô với hai từ, đó là từ he và từ she. He ở đây là giới tính con trai, còn she ở đây là giới tính con gái các bạn nhé. He giới tính nam và she là giới tính nữ. Vậy thì mình sẽ cùng xem tương ứng các nhân vật ở trong đây là nam hay nữ. Ví dụ bà là giới tính là phụ nữ, mình sẽ dùng là she, she. Còn ông là giới tính nam nên mình sẽ nói là he, he. Tương tự như vậy, chị gái em gái là con gái, vậy chúng mình sẽ dùng là she. Và đây là con trai, mình sẽ dùng là he. Ok. Who is he? Câu này sau khi viết tắt thì mình được là who's he? Các bạn bật rõ âm cuối ra cho cô nhé. Who's he? Who's he? Người đàn ông này là ai hoặc anh ấy là ai đúng không nào? Who's he? Và who's she? Who's she? Cô ấy là ai? Ok, và mình trả lời là he's my. Ví dụ người đàn ông này là ai? Đây là ông của tớ. He's my granddad. Và bây giờ mình sẽ áp dụng vào câu nhé.
she? She's my granny. Who's he? He's my granddad. Who's she? She's my sister. Who's he? He's my brother. Good. Sau khi phân biệt được chủ ngữ rồi thì chúng ta sẽ nói nhanh hơn một xíu giúp cô nhá. Who's he? He's my uncle. Who's she? She's my aunt. Who's he? He's my cousin. Who's she? She's my friend. Và khi các bạn làm bài tập về nhà thì dựa vào cái hình ảnh này, thế sau đó con sẽ trình chiếu lên và chúng mình sẽ thuyết trình cho cô nhé, bằng cách tự đặt câu hỏi và tự trả lời. Ví dụ phụ nữ mình sẽ hỏi là bây giờ cô sẽ hướng dẫn chi tiết nhé. Hello everyone, my name is Thanh Huệ. I'm 7 years old. This is my homework. Who's she? She's my granny. Who's he? He's my granddad. Who's she? She's my sister. Who's he? He's my brother. Who's he? He's my uncle. Who's she? She's my aunt. Who's he? He's my cousin. Who's she? She's my friend. Goodbye. Đó là mình làm bài thuyết trình như vậy giúp cô nhé. Ok, và phần hướng dẫn của cô đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn làm bài thật là tốt và hiệu quả. Goodbye and see you next time.